Thưa quý vị và các bạn, đây là bến đò Cồn Bạch Viên nha các bạn. Đi vòng xung quanh cồn. Và đây là đi lên trên Nha Măng luôn được nè. Thì bến đò Cồn Bạch Viên giấc trưa thì nó vắng khách nha các bạn, nhưng mà giấc chiều thì nó sẽ đông khách. Bến đò Cồn Bạch Viên giấc trưa thì nó vắng que, nhưng mà giấc chiều học sinh ra về thì chắc đông nha các bạn. Thì hôm nay cho các bạn thấy cái bến đò Cồn Bạch Viên thì vắng que, không có khách. Bến đò Cồn Bạch Viên đây là cũng chưa nha, bình người ta nuôi nhóc con luôn. Què dọc theo mấy bờ sông này là cái bần ấy nha các bạn. Thì cái bến đò giấc trưa thì rất là vắng, nhưng mà cái miền Tây mình, cái vùng sông nước thì tạo nên một cái cảnh yên bình nha các bạn. Cái này là cái đằng cái đó vậy nè. Ai có về miền Tây thì thấy được cái cảnh này. Như lục bình người ta cắt lên nha các bạn. Cái này người ta cắt ra luôn chứ ta không có tiễn nè. Còn có chỗ người ta cắt tiễn thì lục bình nó cũng còn lác đác. Bên kia là mù u đó nha các bạn. Đây là hướng đi về cái tàu nè. Bến đò Cồn Bạch Viên. Sau này những cái bến đò quê mình sẽ mai một nha các bạn. Thứ nhất là cái bến đò cái tàu hạ nó đang cất cầu, cho nên mình muốn quay lại cho cả nhà xem cái cảnh quê mình, một cái cảnh để lại kỷ niệm. Sau này là hỏi cái bến đò sao không ai biết thì coi cho biết. Cái bến đò này mình đưa từ mấy giờ tới mấy giờ vậy ông lái đò? À, đưa từ 5 giờ sáng đến 7 giờ tối. Mỗi lượt qua lại là 2.000 nếu mà có xe ha. Còn học sinh miễn phí là mình tài trợ luôn ha. Có phao, áo phao ngon lành nha cả nhà. Đó. Dạ dạ. Thì thank you.
vườn không quá. Đi vườn hả? Vườn mấy chục công. Trời ơi, nhãn cái này có giá không? Ổi có giá không? 6.000 vậy là kiếm ăn được hả? Ổi đậu gì á? Ổi dạt hả? Cho xin trái nha. 2 trái được rồi. Trời ơi, đi xin ổi ăn luôn. Đi xin ổi ăn luôn, cảm ơn. Thôi, 2 trái được rồi. Ở vườn thì miền Tây của mình đó, nhiều trái cây lắm nha các bạn. Nhà vườn mà người ta cho là mình lấy ít, còn người ta cũng không mấy nè. Còn như ở chợ là phải mua nha. Đó thì Bến Đồ còn một viên chắc chưa thì nó nhắn que. Bán cho ly nước mía đi. Nước mía nhiêu ly vậy? 5.000 không? Thì cái Bến Đồ còn bịch viên nha các bạn. Ổi 6.000 như vậy kiếm ăn được hả? Có mua gạo không? Chú Thịnh cái gì chú bán coi. Ăn gạo Sóc Miên hay gì? Đó thì dọc theo sông là Lục Bình nhiều lắm nha các bạn. Thì hôm nay mình quay cho các bạn xem một cái bến đò trưa. Còn bịch viên. Bến đò trưa nha. Mười công vậy là làm mệt xỉu à. Không có mướn ai hả? Mướn à? Thì cái bến đò còn bịch viên dắt chưa thì Quốc Thịnh quay cho cả nhà xem. Đây là một bình người ta cắt nè đó. Thì cái cảnh sông nước của cái miền Tây mình Lục Bình nhiều. Hồi xưa Lục Bình thì dướng bận, nhưng mà Lục Bình sau này á nó cũng kiếm được nhiều tiền cho cái thu nhập cho bà con vùng miền Tây mình nha các bạn. Và bên bờ bên đây là còn sông Dưa thuộc xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Đến đây Quốc Thịnh xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video này. Và video xin được kết thúc. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại nha các bạn.